chấm với ớt. Muối này là muối biển đó mọi người, muối hạt. Bị ớt này nó sẽ nó dày vậy. Xong rồi, rồi hai trái ớt ăn chắc cay lắm. Thấy toàn ớt thôi mọi người. Mọi người, chào mừng mọi người đã đến với kênh của Vân Phi Yến. Hôm nay thì Yến đang ở một cái vùng nơi quê hương xa xôi hẻo lánh. Yến ở Sóc Trăng á mọi người. Bây giờ thì đây là cái đèo. Cái đèo này là đèo nhà chồng nha mọi người, rất là to luôn. Bốn trái này là của ba chồng mới hái luôn. Còn mấy cái này là mua. Một ký ở chợ thì bán là 20.000 một ký. Mà bán cho người ta là 20.000, bán cho Yến chỉ có 20.000 thôi mọi người, không sao nữa. Mà đẹp gái quá hay sao. Bây giờ thì Yến sẽ ăn thử cái đèo này cho mọi người xem nha. Cái này á thì nghe nói á, là có tác dụng là ăn chỉ máu trong mỡ. Phải, mỡ trong máu, rồi mỡ trong gan, mỡ trong mật cái gì đó. Mình mỡ trong người đúng không mọi người? Mà không, cái này là Yến nói. Còn mấy cái kia thì người ta nói mà không biết cái đúng không thì không biết nha. Và bây giờ Yến sẽ ăn thử cho mọi người xem thử như nó như thế nào nha. Bây giờ đây, đây là muối ớt. Yến đâm hai cái ớt to thì bự luôn á. To mà thì bự luôn. Nói chung là ớt sừng trâu cái gì đó, sừng trâu sừng bò gì đó, nó bự lắm. Giờ ớt không nè mọi người nhìn nè. Đây nhìn nè. Quậy lên như vậy. Nhiều nước mọi người, mà mình ăn mà nhiều nước quá dễ bị sặc lắm nè, trắng tươi nè, đều rất là ngon luôn mọi người, trắng tươi nè, nó vừa chín chói, ăn giòn giòn mềm mềm, cái vỏ thì nó giòn, bên trong nó rất là mềm, nó mềm mà nó xốp xốp mọi người, nó ngọt ngọt chua chua, chấm với lại muối ớt thì nó mặn mặn cay cay nữa, rất là ngon, ngon lắm. Trời nóng mà ăn rồi không mát không mọi người, nước nhiều. Có dòng họ với mặn á mọi người, nhìn nó giống như nó cũng tương tự với mặn vậy đó, nhưng mà nó cái hộp nó rất là to nè mọi người, nhìn nè cái hộp nó để ngăn xong đưa cái hộp mọi người coi. Đây là to rồi á. Cái hộp nó dài lắm mọi người. Đây là cái hộp nó. Đây, cái hộp nó gần hết nửa trái luôn mọi người, nặng hộp rất là nặng, nên một cái đều thì hết nửa cái hộp rồi đấy mọi người. Nè nhìn nè, cái hộp nó to rồi đó đó. Nhưng đây là cái đặc điểm của đều là hộp to mọi người. Hiện nay thì vẫn chưa có đều hạt lép nha, chỉ có mặn là không có hạt thôi. Giờ mặn người ta làm kiểu gì á,
xưa mặn cũng hộp to lắm á, nhưng mà không to bằng hộp đều thôi. Nhưng mà bây giờ càng ngày như càng tiến hóa sao, thiết kế là cái mặn không có hộp luôn mọi người. Mà đều thì chắc chưa ai thiết kế đâu. Hàng xóm miếng có một cái đều, hình như là khoảng 10 năm về trước không mọi người, với Yến mới hình như học lớp 6, năm lớp 6, 7 gì đó không nhớ, nói chung là cũng lâu mà không nhớ rõ. Nhưng mà còn nhỏ đó, đi học hay đi ngang cái nhà đó sáng sớm, xong rồi ra sáng sớm đi ngang thấy đều rụng đó mọi người, vô lụm đều đi canh canh sớm mà chưa ai thức dậy đó, lụm đều người ta. Nhưng mà ở thành phố không có bán cái này đâu, chỉ có ở quê bán thôi, có ít thôi, nhà người ta trồng một hai cây thôi chứ không có trồng nhiều, không có bán nhiều, không bán như mận, hay là phải về quê mới có cái này. Hình như nhà Yến cũng có một cây đó, nhưng mà Yến vẫn chưa phát hiện nó nằm ở đâu. Nãy cha Yến mới là hái bốn trái nè, con trái bự nhất nè, nó là đều nhà mới hái luôn. Mới đầu giờ phải chút xíu nữa phải đi ra tìm mới được. Tuy nhiên cái điều đúng là nhà mình cái gì cũng to hơn người ta hết trơn mọi người. Trái của người ta nè, đây là trái đều của nhà người ta, à trái đều của nhà người ta, đây là đều nhà mình. Nó cái nhà mình cái phong thủy rất là tốt, cái gì cũng bự hết mọi người. Nên nè, đó phong thủy tốt chứ nhờ, nhờ phong thủy thôi chứ, thấy không, đều người ta nè, nhìn không ngon, kiểu như nó nhỏ, nó bị nhỏ cái teo kiểu gì á, không được ngon cho lắm. Này nè, tươi mơn mởn mới hái được nè, nó căng da căng bóng bự, cái này nhỏ cái teo chân nè, thấy không, mấy cái này nó cái gì nhăn 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 kiểu gì dập 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 á nhỏ xíu xíu à. Còn nhà mình đây, đều nhà mình, nhà chồng, nhưng mà nó ít trái nhưng mà chất lượng nha mọi người, bốn trái thôi, chất lượng. Chua ngọt ngọt mà nó rất là mềm mềm á mọi người, ăn nó lạ, không có trái gì giống cái này luôn á. Bà nội mình đang nói chuyện với con chó đó mọi người, mọi người có nghe rõ không? Bà kêu con chó đừng có đi vì người ta bắt người ta bằng thịt ăn. Điều này mình nghe người ta nói nó có thể trị mỡ trong máu, máu trong mỡ, rồi mỡ trong người luôn á mọi người, mà không biết có trị được cho mình không. Thấy là ăn xong thấy lên ký nữa rồi đó, cảm thương. Người ta tiền mới là người ta ăn làm thuốc á, cứ ăn cho bớt mỡ. Bà nội mình đang hát mọi người ơi.
kia quen chậu, vợ chồng quen hơi. Ăn quá trời quá đất. Hy vọng là mình ăn hết cái mâm này mình sẽ hết mỡ. Còn nhãn á, ngon mảng cầu. Không biết bà nội mình hát vậy rồi vô có bị bản quyền không ta. Quả tủ lạnh ăn rất là mát luôn, nó rất là nhiều nước, nó nhiều nước hơn mặn, nó mềm hơn mặn, mặn thì ăn cứng cứng, nó cũng là dòng họ với mặn đó mọi người, nó có hộp nó cũng có trái giống như cái mặn, cái nó mềm hơn, ăn thì được được chạy được cái mỡ đó mọi người, mình thích điều này. Yến kể một câu chuyện có thiệt cho mọi người nghe nha. Hồi xưa mà lúc Yến còn đi học á, học lớp 5, lớp 6 gì hả, mà nhà hàng xóm, nhưng mà cũng cách đây khoảng một cây số. Đi học hồi xưa đi bộ mà đường thì nó cũng không có đường đan giống giờ đâu, đường đất. Đi xong cái đi học xong cái giả bộ đi ngang cái nhà đó, nhà cái đều, có cái đều nè, rất là nhiều trái luôn mà không ai ăn, trong thiệt tiếc tiếc luôn, người thấy nó rụng đầy luôn. Ngày nào cũng đi ngang canh canh lụm đều. Còn khi nào mà nó không rụng á, mọi người biết sẽ nói sao không? Đi ngang cái dì ơi, bà nội con xin trái. Xin trái đều. Giả bộ nó xạo đến mà cái cô đó cũng biết nhưng mà bà cũng cho à, tại vì cũng không ai ăn á. Lại nhà cũng bà cũng có con thì đi học hết rồi, không có ai ở nhà hết trơn á. Tưởng vỡ cái rụng gì đó. Xin thì cho rồi cho rồi đó, mà nhớ lại mất cười đi, nhỏ tuổi thơ dữ dội ghê. Cứ sáng sớm hay gì đó là lại đại gốc đều ra canh rụng mới lụm mấy trái này nè, nó chín rồi nó rụng mà mọi người, nó chín rồi nó rụng nhiều lắm, như nó nhiều trái quá nó bị đẩy cái này đẩy cái kia ra rớt xuống rồi lụm canh canh lụm. Ngoài lụm đều ra mọi người còn biết lụm gì không? Lụm xoài. Xoài ở đây á, đây là Yến ở quê á, vườn á, có người ta trồng xoài gì đó, cốc nữa. Canh sáng sớm là cái nào dậy sớm lắm, dậy sớm cây xách cái xô mà xô bự bự như vậy. Cây xách xô đi vòng vòng mấy gốc xoài của người ta lụm. Mà cũng không ai nói gì tại vì gụm mà, đâu phải mình hái trộm đâu. Cứ lụm vô này, nhà lúc nào cũng đầy trái cây luôn. Xoài nè, cốc nè. Gì nữa ta? Nếu mà nhãn thì nhà có rồi, nhãn với xoài thì cũng có. Khoái lụm lắm, đi lụm gì đó. Dạ, lúc nào nhà cũng đầy trái cây luôn. Không cần phải mua đâu mọi người. Còn bây giờ đi Sài Gòn rồi, cái gì cũng phải mua hết trơn. Về quê được cứ đi lụm thôi. Cái mùa xoài là chính nó rụng đầy luôn. Ăn tiếp đi mọi người. Nhà cái nước. Thank you.
mấy trái như vậy nó còn sống, nó mới vừa, nó mới vừa kiểu như là nó hơi hơi chín tới thôi, nhìn chưa chín mà ăn vậy nó sẽ chua, nó sẽ chua. Anh rửa mấy trái đen như vậy nè, chín đen như vậy nó sẽ ngọt mát. Phải kết thúc video tại đây thôi mọi người ơi, ăn hết nổi rồi. Chắc phải lên ký nữa quá, chắc không có giảm mỡ đâu mà lên mỡ. Mọi người nhớ đăng ký kênh ủng hộ Yến nha, nhớ comment muốn Yến quay cái gì đó thì comment cho Yến, hay Yến quay dở hay gì đó thì cũng nhớ comment nói nha, để biết đường mà sửa nữa, chứ bây giờ cũng chưa có điều kiện đó, qua điện thoại mà. Nhớ đăng ký kênh Miễn nha. Bye bye, chào mọi người.